là bởi vì cái mức độ liên hệ của nó là cái mức độ dịch chuyển giữa các cái lĩnh vực đó là cao, nó có cái sự liên kết nhiều về nhân lực, về cái cách tiếp cận khách hàng vân vân, thì đó là một cái nhóm mà các cái dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ cho nhu cầu của du lịch. Đó là cái một cái mô hình của Vinpearl. Vinpearl là chỉ là một thương hiệu con của tập đoàn Vingroup thôi, nằm trong lĩnh vực vui chơi giải trí, và chỉ riêng cái phần cái tên gọi của nó cũng đã xác định nó là một cái hoạt động trong một ngành rồi, đó là ngành giải trí rồi. Còn các bạn lưu ý là cái việc mà mở rộng ra ở nhiều địa bàn khác nhau, ở nhiều vị trí khác nhau, đó chính là cái mô hình phát triển về phát triển địa bàn, hay còn gọi là phát triển thị trường, ra nhiều cái thị trường mới, và đó là cái lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng trong cái vấn đề gọi là tập trung, tăng trưởng tập trung, tức là phát triển ra, phát triển thị trường, và nó ở cái nhóm là thứ nhất đấy. Còn phát triển các cái sản phẩm và dịch vụ thì đó cũng là một cái nhóm đa dạng hóa ở cái trình độ xét về cái mức độ đa dạng hóa thấp, là bởi vì nó ở cái cấp độ cuối cùng là cái cấp độ về sản phẩm, sau cấp độ sản phẩm là cấp độ các cái ngành trong cùng một lĩnh vực, và ở mức độ cao nhất đó là ra các cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là cái mô hình về đa dạng hóa. Cái nhóm có cái nhóm nào trình bày về chiến lược hội nhập chiều rộng không ạ? Alo. Nhóm nào trình bày về hội nhập chiều rộng thì xin mời trình bày ạ. Nhật Khanh, nhóm của Nhật Khanh đăng ký à? Dạ vâng ạ. Vâng. Xin mời nhóm dạ thưa thầy, thì nhóm em lựa chọn công ty Vinamilk. Thì ngay từ đầu thì cái công ty tiếp quản ba nhà máy, và năm 1995 thì khánh thành nhà máy sữa đầu tiên ở Hà Nội. Tiếp theo thì công ty phát triển lên thành lập thêm 7 cái trang trại bò sữa. Và tiếp theo thì họ phát triển ra New Zealand với và hơn 20 nước khác, thành lập công ty liên doanh với công ty sữa sản xuất sữa bột tại New Zealand. Tiếp theo thì họ đầu tư sang Mỹ và mở thêm các nhà máy tại nhiều quốc gia. Vào năm 2016 thì ra mắt thương hiệu Vinamilk tại Myanmar, Thái Lan và mở rộng ở khu vực Đông Nam Á. Và cùng năm đó thì họ mở rộng nhà máy ở Campuchia. Dạ hết rồi. Vâng, bây giờ khi các bạn trình bày chiến lược phát triển của một công ty theo một cái hướng nào đó thì chúng ta sẽ tập trung giới thiệu về cái hướng đó. Ví dụ như là nhóm của Nhật Khanh nói về chiến lược phát triển hội nhập chiều rộng. Trình bày như vậy thì chúng ta không thấy một yếu tố nào về chiều rộng cả. Chiều rộng của nó là cái gì đây? Dạ thưa thầy, là đầu tiên là họ thành lập nhà máy, sau đó là thành lập trang trại bò sữa, xong rồi mở rộng ra các nước ở nước ngoài. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xác định trình bày, nếu chúng ta muốn giới thiệu về chiến lược chiều dọc của Vinamilk thì chúng ta sẽ thấy là khi giới thiệu chúng ta phải nói là Vinamilk phát triển một cái chuỗi các hoạt động nó có cái liên quan đến nhau. Bao gồm thứ nhất là nhà máy, và từ nhà máy thì họ đảm bảo nguyên liệu, thì liên kết mua lại một cái công ty ở New Zealand để từ đó chủ động về nguồn nguyên liệu. Thứ hai là Vinamilk cũng chủ động liên kết và thành lập các cái trang trại bò sữa ở các địa phương, và hoặc là liên kết với nông dân để hình thành cái nguồn cung cấp về nguyên liệu ở Lâm Đồng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số các địa phương khác của Việt Nam.
Như vậy thì Vinamilk đã chủ động cái nguồn nguyên liệu đầu vào, thay vì ký hợp đồng mua trôi nổi thì Vinamilk đã chủ động trong cái việc liên kết để hình thành các trang trại bò sữa, các cái nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước. Thứ hai thì là Vinamilk phát triển tạo thành một cái chuỗi từ sản xuất nguồn nguyên liệu cho đến chế biến và phân phối. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì cái việc mở rộng thị trường ra ở các nơi thì Vinamilk chỉ phát triển cái hệ thống bán hàng, tức là phân phối ra cái đó. Còn nếu muốn nói là Vinamilk phát triển một cái chuỗi phân phối riêng thì lúc đó thì chúng ta mới gọi đó là cái quá trình mà phát triển hàng hóa, phát triển đa dạng hóa hàng dọc. Còn nếu Vinamilk không tạo thành một cái chuỗi phát triển riêng của mình mà dựa vào các cái đại lý để phân phối thì đó không phải là cái chuỗi hàng dọc. Bởi vậy cho nên là khi giới thiệu thì chúng ta sẽ giới thiệu thứ nhất là cái trình tự, thứ hai là chúng ta phân tích nêu rõ ra là cái chiến lược của họ theo cái hướng nào, và cái hướng đó thì bao gồm những vấn đề gì, thì chúng ta sẽ trình bày như vậy. Hôm nay thì các nhóm trình bày ở cái mức sơ lược, nhưng cả hai nhóm trình bày thì vì thời gian ngắn cho nên là các bạn cũng không quá nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Nhưng trình bày thì chúng ta khi trình bày thì chúng ta không được trích dẫn theo cái kiểu như là chúng ta lấy các bài báo hoặc là những cái thông tin rồi chúng ta đọc lại, mà chúng ta sẽ phải biên tập lại và chúng ta sẽ trình bày theo cái hướng của chúng ta. Ví dụ như là nói về Vinamilk thì chúng ta sẽ nói là phát triển của họ là từ một cái nhà máy ban đầu, sau đó thì phát triển rộng ra, và khi phát triển rộng ra thì Vinamilk hướng đến cái việc chủ động nguyên liệu bằng cái việc hội nhập về phía trước, tức là gì ạ? Hội nhập để chủ động nguyên liệu, mở rộng các trang trại, xây dựng các trang trại bò sữa, thâu tóm các cái trang trại, các cái nhà máy, các cái vùng nguyên liệu ở Australia vân vân, để ở New Zealand. Thì cái mô hình của Vinamilk là chuẩn là hợp tác để chủ động nguồn nguyên liệu đưa ra sản xuất. Còn về phát triển thì Vinamilk mở rộng thị trường ra ở các nước khác ngoài ngoài thị trường Việt Nam, như là Mỹ, như là Nga, như là châu Âu vân vân. Thì đó là cái cách để chúng ta trình bày. Còn như nhóm của đó là cái mô hình của Vinamilk. Còn cái nhóm thứ nhất là nhóm về Vinpearl. Vinpearl thì phát triển theo dạng đa dạng hóa. Nếu đa dạng hóa, chúng ta nói đến mô hình đa dạng hóa thì chúng ta chỉ bóc cái phần mô hình đa dạng hóa, còn những cái mô hình khác, những cái hướng khác thì chúng ta không nói đến ạ. Còn nếu chúng ta nói đến giới thiệu tổng thể của một công ty thì chúng ta sẽ nói họ là phát triển theo những hướng gì. Bởi vì về mặt nguyên lý thì các công ty trong quá trình phát triển và nhiều tiềm lực thì họ sẽ sử dụng cùng lúc nhiều nhiều chiến lược. Còn cái chiến lược mà chúng ta giới thiệu là chúng ta bóc tách ra để chúng ta thấy là cái chiến lược đó là bản chất là gì, nó có cái mô hình như thế nào và nó có những ưu nhược điểm gì. Còn nữa thì chúng ta bóc tách, còn trong thực tế thì các một công ty cùng lúc có thể thực hiện 4-5 loại chiến lược khác nhau. Còn đấy là cái cách để chúng ta trình bày. Như vậy thì nếu chúng ta trình bày hôm sau thầy sẽ ra bài tập thì các nhóm sẽ làm, và sẽ có hai hướng. Hướng thứ nhất là
các nhóm sẽ trình bày cái chiến lược cụ thể của một công ty và chúng ta không nói sang các loại chiến lược khác của công ty đó. Ví dụ nói là chiến lược hàng dọc của Vinamilk thì chúng ta chỉ nói chiến lược hàng dọc thôi, còn những cái chiến lược khác thì chúng ta không nói đến. Hoặc là như chiến lược một cái chiến lược khác như là chiến lược đa dạng hóa của Maxan chẳng hạn. Nếu chúng ta nói đến đa dạng hóa của Maxan thì chúng ta chỉ giới thiệu đa dạng hóa của Maxan, còn các cái loại chiến lược khác của Maxan đang thực hiện chúng ta không nói đến. Còn nếu chúng ta cái loại thứ hai là nói giới thiệu về sự phát triển của một công ty ABC nào đó, vậy thì chúng ta sẽ giới thiệu toàn bộ những cái chiến lược mà họ phát triển, gồm có chiến lược hàng dọc là cái gì, chiến lược hàng ngang là cái gì, vân vân. Thì đó là cái cách để chúng ta trình bày. Và hôm nay thì thầy mời hai nhóm để giới thiệu, là để chúng ta thứ nhất là tập dượt, thứ hai là để chúng ta giới thiệu rõ hơn, để thầy nói rõ hơn về cái cách để chúng ta trình bày. Còn bài tập thì các nhóm sẽ làm các bài tập theo hai hướng. Hướng thứ nhất là mỗi nhóm sẽ chọn lấy một cái hướng chiến lược của công ty để phân tích sâu về chiến lược đó, về cái quá trình phát triển của cái chiến lược đó, những cái loại hàng hóa, dịch vụ mà cái nhóm chiến lược đó đang thực hiện ở công ty và những cái ưu nhược điểm của nó. Và đi theo hướng này thì chúng ta sẽ không nói đến các cái hướng chiến lược khác của công ty này. Còn cái nhóm thứ hai thì sẽ yêu cầu là giới thiệu sự phát triển của một công ty, trong đó thì phân tích cái chiến lược phát triển của công ty đó, thì công ty đó đã làm những chiến lược gì thì chúng ta sẽ giới thiệu hết. Thì đó là cái cách để chúng ta giới thiệu. Tuần sau thì chúng ta sẽ, khi học trên lớp thì chúng ta sẽ trình bày về các cái nhóm chiến lược này. Bởi vậy cho nên là bây giờ thì sáng hôm nay thì thầy chỉ giới thiệu chừng đó thôi, và sau đó thì các nhóm của chúng ta sẽ thực hiện cái việc phân tích các chiến lược. Như vậy mỗi một nhóm như vậy thì sẽ chọn phân tích hai bài tập, một bài là chỉ phân tích một loại chiến lược của công ty, và cái bài thứ hai thì chọn phân tích sự phát triển các hướng chiến lược của một công ty. Có nghĩa là một bài thì chúng ta chỉ giới thiệu về một loại chiến lược, còn một bài thì chúng ta giới thiệu về toàn công ty, và trong toàn công ty đó thì chúng ta sẽ phân tích là công ty đã thực hiện các cái và chiến lược đó ở giai đoạn nào và thực hiện của nó ra sao. Thì đó là cái bài tập mà chúng ta sẽ ứng dụng trong cái chương thứ hai này. Và bây giờ thì các nhóm sẽ được tự quyết định là giới thiệu về công ty nào và giới thiệu về chiến lược gì. Và từ giờ cho đến thứ ba tuần sau thì các nhóm sẽ hoàn thành hai cái bài tập này. Các nhóm sau khi chọn xong thì gửi lên Zalo là nhóm chọn công ty nào và chiến lược gì. Các bạn có nghe rõ không ạ? Alo? Alo ạ? Hai nhóm trình bày bắt đầu theo cái số lượng. Còn bây giờ thì các nhóm sẽ hội ý lại với nhau. Và thứ nhất là chọn bài tập cho mình, gồm có hai bài tập đúng không ạ? Một là chúng ta giới thiệu về chiến lược gì của công ty nào. Thì đó là cái bài tập thứ nhất. Ví dụ như chúng ta chọn chiến lược đa dạng hóa của Vingroup chẳng hạn. Thì đó là cái hướng chiến lược về đa dạng hóa, và chúng ta chỉ giới thiệu cái sự đa dạng hóa của Vingroup mà thôi. Cái bài tập thứ hai là bài tập về giới thiệu về sự phát triển của một công ty. Và giới thiệu về phát triển của công ty thì chúng ta sẽ giới thiệu tất cả các chiến lược mà công ty này đã áp dụng trước đây hoặc là hiện nay. Có nghĩa là xuyên suốt cái sự phát triển của họ thì họ phát triển theo những cái chiến lược gì, và hiện nay thì họ đang thực hiện các chiến lược gì. Thì đó là hai cái hướng. Mỗi một nhóm như vậy sẽ làm hai cái bài tập này.
Hai bài tập này thì thứ nhất là làm trên một bản, một cái phần thứ nhất là làm giới thiệu trên trên Word. Cái phần trên Word này sẽ nộp lại cho giáo viên. Phần thứ hai là phần trình bày PowerPoint, thì sẽ trình bày trước lớp. Sau khi các bạn đã chọn xong thì các bạn gửi lên trên Zalo, là bài tập 1 là về chiến lược gì của công ty gì. Bài tập 2 là cái sự phát triển các hướng chiến lược của công ty gì. Gửi trên Zalo. Và thứ 3 tuần tới thì chúng ta sẽ giới thiệu lần lượt, các nhóm sẽ giới thiệu về chiến lược này. Hiển nhiên chúng ta có đến mười mấy nhóm thì sẽ chỉ chọn một số nhóm để để trình bày mà thôi. Còn các nhóm khác thì sẽ nộp lại bài để thầy chấm ạ. Và như vậy thì sáng hôm nay chúng ta sẽ chỉ giới thiệu hai phần này thôi. Còn các bạn thì bắt đầu làm bài tập của mình. Cái buổi tuần sau thì cái buổi của hôm sau thì chúng ta cũng sẽ không học. Hôm sau thầy sẽ chọn một cái buổi nào đó để lớp chúng ta học ở trên trên trường, bởi vì có một số bạn không thể vào được. Mọi người rồi nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Rồi. Vậy sáng nay chúng ta sẽ dừng tại đây nhé. Dạ em chào thầy ạ. Vâng, xin chào các bạn.